Từ khi chia tách đến nay, Bưu điện Vĩnh Phúc vẫn là doanh nghiệp duy nhất có nhiệm vụ vừa sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời phục vụ công ích trên địa bàn tỉnh. Trong thời buổi bùng nổ thông tin thì những dịch vụ truyền thống của ngành bưu chính ngày nay đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Vậy đâu là bài toán và giải pháp để Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc vươn lên trong thời kỳ hội nhập? Năm 2008, cùng chung với cả nước, ngành bưu chính viễn thông Vĩnh Phúc chính thức tách thành hai công ty hoạt động độc lập. Ngay sau khi chia tách thì ngành bưu chính Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn từ sự cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ mới. Tuy nhiên, dưới sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên trong ngành đã có nhiều sáng kiến, đổi mới thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đến năm 2013, Bưu chính Vĩnh Phúc đã hoàn toàn độc lập, tự chủ về kinh tế, tự cân đối thu chi và nộp ngân sách. Đối với ngành bưu điện thì lại là phục vụ công ích là nhiều. Cho nên là có những cái là gặp nhiều khó khăn ở cái điểm là hiện nay là bưu điện để đảm bảo là trước kia thì nhà nước là có cái khoản bù đắp về vấn đề phục vụ công ích. Tuy nhiên những năm gần đây thì khi ngành bưu điện đã trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thì cái việc phục vụ công ích sẽ bị giảm dần đi và tiến tới là ngành bưu điện phải đảm bảo đứng vào hai chân của mình là cân bằng thu chi và nộp lãi với tổng công ty. Với sự phát triển như vũ bão của Internet thì các sản phẩm dịch vụ truyền thống của ngành bưu chính trước đây như viết thư tay, điện tín và điện thoại công cộng phát sinh cước dịch vụ rất ít, không đáng kể. Đặc biệt đối với giới trẻ thì đã không còn mặn mà với việc đến bưu điện để mua báo, gửi thư tay hay để gọi điện thoại công cộng. Là một học sinh trung học phổ thông thì em chưa từng tham gia vào bất cứ các hoạt động gửi nhận gì ở bưu điện. Bởi vì với tốc độ phát triển mạng Internet như hiện nay thì tất cả các văn bản và các thắc mắc của em đều tìm hiểu ở trên mạng và gửi qua mạng Internet ạ. Đứng trước những khó khăn thách thức đó, đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên hệ thống bưu điện trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, triển khai nhiều dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí trên địa bàn toàn tỉnh. Tập trung triển khai dịch vụ mới như bảo hiểm nhân thọ bưu điện, tiết kiệm bưu điện, dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh thiết bị viễn thông công nghệ thông tin, lắp đặt truyền hình AVG, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Phối hợp với ngân hàng Liên Việt triển khai dịch vụ tiết kiệm bưu điện cho vay hưu trí. Các dịch vụ đã và đang mang lại hiệu quả giúp hệ thống bưu điện tỉnh bước đầu tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, mang đến các dịch vụ tốt cho khách hàng. Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đạt được một số thành công đáng kể. Nhất là mạng lưới đã được phủ khắp. Với viễn thông thì đã triển khai những cái khoa học kỹ thuật công nghệ cao như băng thông rộng và với tốc độ là 18-19 máy trên 100 dân từ những năm 2007. Và đối với bưu chính thì cũng đã xây dựng một cái mạng lưới các bưu cục và các điểm xả rộng khắp trên toàn tỉnh với 23 điểm bưu cục và 107 điểm điện hóa xả phủ toàn tỉnh. Và đặc biệt là cái mạng đường thư với trên 3.000 km đường thư thì hàng ngày là đảm bảo 100% các xã phường và người dân được đọc báo trong ngày. Bằng việc đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thời gian qua, ngành bưu chính đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người dân. Chúng tôi thì về hưu lâu rồi. Trước thì chúng tôi lấy theo cái tổ, nhóm, chúng tôi phải nộp lệ phí. Thì chúng tôi vẫn vui vẻ, hài lòng mà có đoàn đội ấy, tốt ấy. Như về gần đây ấy, thì chúng tôi lĩnh qua thế này tôi cảm thấy rất thuận lợi. Chúng tôi hưu rồi thì nó cũng dỗi thôi, lại đây lại là cái dịp gặp nhau, lại được lĩnh tiền. Thế mà thấy các anh, các chị là phục vụ rất kịp thời. Thế đặc biệt là những lúc đông ấy, thì các chị làm rất linh hoạt, mà cái sự sai nhầm là ít. Chúng tôi lĩnh vào hàng năm một, nhưng tôi chưa thấy lần nào nó sai nhầm nào được. Chúng tôi thấy thỏa mãn. Tôi hôm nay mới đến bưu điện ở đây là lần đầu tiên. Nhưng mà tôi thấy cái chất lượng phục vụ của các nhân viên phòng bưu điện là phục vụ rất tốt, rất tận tình và chu đáo. Tôi đến để làm hồ sơ thủ tục cho cháu đi vào các trường đại học, cao đẳng. Là cho nên là mới lần đầu tôi không biết làm như thế nào thì nhờ tất các nhân viên phục vụ là giúp đỡ, thì được sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên, các cháu làm thủ tục rất là tốt. Với giải pháp tập trung đầu tư và khai thác
đối với các dịch vụ có hiệu quả cao, các dịch vụ bưu chính cốt lõi tạo nền tảng vững chắc để phát triển các dịch vụ khác. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành bưu chính tỉnh sẽ vượt qua những khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công ích, phục vụ công tác tuyên truyền của tỉnh, vừa nâng cao sức cạnh tranh, giúp tăng trưởng doanh thu, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn hệ thống.